Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Giờ hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì không biết lần trước anh em đã sử dụng các công cụ mà mình đã giới thiệu ở những cái video trước á, là anh em có khắc phục được cái lỗi mà pin, cái mạch pin nó bị khóa chưa? Thì nếu mà anh em nào đã khắc phục được cái lỗi rồi á, thì mình xin chúc mừng anh em ha. Còn anh em nào mà không may mắn ha, hoặc là lỗi về một cái vấn đề gì đó về kỹ thuật mà anh em không khắc phục được, thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video nữa. Mình sẽ nói về cái vấn đề là mình sẽ hack cái mạch pin ha. Mình sẽ hack cái mạch pin để tiếp tục tái sử dụng lại những cái mạch pin đã bị khóa ha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì hiện tại ở đây nè, mình có một cái mạch pin ha, mình có một cái mạch pin đã bị khóa ha anh em. Thì cái mạch pin này anh em cứ tạm cho là mình không thể nào mở khóa được bằng cái công cụ ha, bằng cái công cụ mà rẻ tiền như của mình đã giới thiệu ở những video trước ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để bẻ khóa nó trên phần cứng ha. Thì cái này là bẻ khóa trên phần cứng thì bắt buộc anh em phải có một chút xíu kiến thức về điện ha, ít nhất thì anh em cũng phải biết hàng mạch điện này nọ ha. Thì ở đây anh em nè, mình có cái mạch pin của nó nè, đây là cái mặt trên, tạm gọi là mặt trên, là cái mặt mà anh em khi tháo viên pin ra sẽ nhìn thấy liền ha. Và phía dưới này là mặt dưới nè, đó đây là mặt dưới của em nó ha. Anh em có thể thấy là con IC chính của nó nè, là con IC vuông vuông nè, nó IC vuông vuông là con IC chính nè, và những cái thành phần điện tử liên quan ha, tất cả đều được đổ trong một cái lớp keo epoxy ha. Cái lớp keo này có cái nhiệm vụ là để chống nước, rồi nói chung là hạn chế những cái nhiễu, những cái này nọ trên cái mạch điện đó. Thì nhà sản xuất người ta nói chung là người ta kỹ lưỡng á, người ta đổ một cái lớp keo epoxy lên trên cái mạch nha. Thì khi mà cái mạch anh em mà bị khóa á, thì khi anh em gắn vào trong 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 con máy bay của anh em á, sẽ báo một là nó sẽ không thể khởi động nguồn lên ha, hai là nó sẽ báo cái lỗi là battery cell error như hình này anh em. Rồi ok, thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em cách khắc phục cái lỗi battery cell error này ha. Rồi thì đầu tiên á, anh em cần phải cậy cho mình bỏ cái lớp epoxy phủ trên cái bề mặt của cái mạch điện ha. Trên này nó có một cái lớp epoxy mình đã cậy ra rồi ha. Anh em chỉ cần quan tâm tới cái chỗ mà cái chỗ này nè, để mình lấy cái này mình chỉ cho nó vậy. Cái chỗ cái điểm này mình chỉ nè. Đó, anh em chỉ cần quan tâm tới cái điểm này ha. Anh em cậy cái phần epoxy chỗ cái con này nè, nó R001 gì nè. Anh em phải sử dụng cái tăm tre này, tăm tre á, anh em sử dụng cái tăm tre để anh em cậy nhẹ nhàng ha, để tránh để cái việc chạy xước những cái đường mạch điện ha, hoặc làm đứt đường mạch điện ha. Chúng ta cần quan tâm tới cái điểm này nè. Đó, anh em sẽ cậy cái điểm này lên. Cậy lên để lấy được cái điểm này, sau đó anh em sẽ tiến hành hàn một cái sợi dây điện nhỏ vào đây ha. Tiến hành hàn một sợi dây điện nhỏ vào trong cái điểm này ha. Thì cái điểm này nè, nó sẽ thông với cái đường này nè, nó sẽ thông với cái điểm này. Điểm vàng này nó sẽ thông với cái đường này. Thì đây là cái dây SCL ha, dây SCL của mạch BMS ha. Đây là dây clock ha. Chúng ta sẽ can thiệp vào cái chân SCL này để đánh lừa cái máy bay chúng ta là cái viên pin chúng ta không có bị lỗi battery cell error ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ câu một cái đường dây nguồn từ hai chân giữa nè, hai chân giữa này chính là dây nguồn dương nè. Chúng ta sẽ câu một cái đường dây từ chân nguồn dương này, câu về cấp nguồn dương của pin ha. Cấp nguồn dương của pin nằm ở đây, B cộng nè. Đó, B cộng là cấp nguồn dương của pin ở đây. Chúng ta sẽ câu một đường dây từ đây đấu tắt vào đây để cấp nguồn cho máy bay ha. Rồi ok. Sau đó chúng ta sẽ rồi, chúng ta sẽ chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây mình có một cái mạch mình đã làm sẵn rồi nè. Ở đây mình có một cái mạch mình đã làm sẵn rồi. Video này nó hơi dài dòng một chút, anh em cũng thông cảm nha. Tại mình muốn nói cho nó kỹ lưỡng để anh em hiểu. Đây, đây là một cái mạch điện mình đã làm sẵn cho anh em rồi. Thì mạch này mình đã câu sẵn. Đó, anh em để ý nè, nó có cái đường, có cái đường dây đó không, mình câu từ cái điểm đó, cái điểm vàng đó anh em thấy không, câu được cái điểm vàng mình hàn vào một cái đường dây, rồi sau đó mình câu thông qua một cái nút bấm ha, câu thông qua một cái nút bấm nối vào cái chân bìa ha, nối cái chân bìa bên này nè, bên bìa bên đây thấy không, anh em thấy rõ không, nó câu từ cái nút bấm, từ cái điểm vàng đó câu qua nút bấm này, rồi mình câu một cái chân dây nguồn cấp từ dây nguồn dương nè, nó mình câu vào chân giữa của cái mạch điện ha.
Cái mục đích này là để mình đấu tắt nguồn cấp cho máy bay luôn nha, không cần phải thông qua hai con MOSFET lái này ha. Rồi cái nút bấm này chính là cái điểm mấu chốt mà chúng ta hack được cái mạch điện này để lừa được cái máy bay, nó báo cho máy bay biết là viên pin của chúng ta không có bị lỗi ha anh em. Rồi một vài con điện trở dưới này thì thật ra là mình sử dụng hai con điện trở 10 kg để làm cầu chia điện áp cho cái mạch cân bằng á, cho cái điểm cân bằng, điểm chính giữa này chính là cái điểm giữa của cái hai con điện trở này chính là cái điểm cân bằng của pin ha. Thì mình chỉ cần sử dụng hai dây pin thôi, mình chỉ cần sử dụng hai cộng sợi dây pin này nè đó. Rồi mình bỏ luôn cái sợi dây điện cân bằng ha, vì đây là mình hách cái mạch rồi cho nên mình không cần xài dây cân bằng nữa. Mình sử dụng điện trở để làm, để thay cho cái dây cân bằng của pin ha. Rồi con cảm biến nhiệt thì mình cũng đã thay bằng con điện trở 10 kg luôn anh em. Cảm biến nhiệt mình cũng đã nối tắt bằng cái con điện trở 10 kg này để cho nó khỏi báo nhiệt nữa, vì thật ra cái mạch này đã bị hách rồi thì cảm biến nhiệt nó cũng vô dụng thôi anh em, nó cũng không có giúp được gì hết, cho nên là mình đã thay nó bằng con điện trở fit 10 kg luôn ha. Rồi con điện trở này cũng trên này, cầu chi áp này cũng là 10 kg luôn nha anh em. Rồi ok. Rồi với cái nút bấm này chưa, à quên, còn một cái điểm nữa là anh em cần phải cắt bỏ một cái đường mạch điện, đó là cái đường liên lạc giữa cái điểm vàng mình hàng ở trên đó. Đó anh em để ý nè, đó có một cái điểm mình cắt trên cái mạch điện này, mình sẽ lấy cái que mình chỉ cho anh em xem. Đây chính là cái chỗ mà mình đã cắt bỏ ha. Đây ở dưới mạch, ở phần phía dưới của mạch thì nó sẽ có một cái đường điện ở đây nè, có một cái đường mạch điện ngay chỗ này nè anh em, ngay chỗ cái tâm mình chỉ nè. Đó chỗ này anh em sẽ tiến hành cắt bỏ ha, nó sẽ có một cái đường mạch nhỏ như sợi chỉ ha anh em. Anh em sẽ tiến hành cắt ngang cho mình ha. Cái đường mạch này chính là cái đường nối giữa cái điểm vàng và cái chân ngoài bìa này nè. Chân ngoài bìa này nè. Thì mình cắt ra mình thay bằng cái nút bấm ha, để mình can thiệp vào ha. Can thiệp vào cái nút bấm bằng nút bấm ha, chúng ta sẽ bấm trên cái nút này thì cái điểm này chúng ta cần phải loại bỏ để chúng ta mới bấm được cái nút bấm nha anh em. Rồi ok anh em. Rồi thì với cái việc hack cái phần cứng này nè anh em. Với cái việc hack cái phần cứng này thì anh em có thể sử dụng nó để bay với bất kỳ viên pin nào ha. Anh em có thể sử dụng nó để bay với bất kỳ viên pin nào luôn. Như vậy thì nếu anh em có nhiều cái cell pin rời á. Anh em có nhiều cái cell pin rời, anh em có thể sử dụng cái mạch này để bay với rất là nhiều cell pin rời ha. Vì đây là hack trên phần cứng, không còn phụ thuộc vào phần mềm nữa, cho nên là anh em có thể sử dụng bất kỳ cái cell pin nào rời ha, để bay cho con máy bay của chúng ta ha. Đương nhiên nói đi thì phải nói lại, khi anh em đã sử dụng đến cách này, phương pháp này để hack cái phần cứng thì anh em phải chấp nhận một vài cái rủi ro ha anh em. Anh em phải chấp nhận một vài cái rủi ro có thể xảy ra đối với cái máy bay của anh em ha. Đó là chúng ta sẽ không còn được những cái thành phần bảo vệ ha, của mạch điện ha. Vì chúng ta hack đánh lừa hệ thống để chúng ta có thể bay được với bất kỳ cell nào, bất kỳ cái cell pin nào, thì cái phần an toàn của mạch điện để bảo vệ cho viên pin nó sẽ không còn nữa ha anh em. Anh em phải chấp nhận những cái rủi ro đó ha. Và đương nhiên về phần thông tin, về phần dung lượng pin hay là mức điện áp của pin thì nó vẫn sẽ có báo ở trên cái phần mềm DJI Fly của anh em ha. Nhưng mà về tính năng an toàn, về này kia thì nó sẽ không còn nữa ha. Anh em phải chấp nhận việc đó ha. Thì có cái này thì anh em phải chịu mất cái kia ha. Chúng ta có thể bay được với rất nhiều cái cell pin khác nhau. Anh em có thể mua cell với giá rất là rẻ ha, để có được rất là nhiều pin. Anh em có thể có 5, 6 hoặc 10 hoặc nhiều hơn những cái batch pin của anh em, để anh em có thể bay cả ngày luôn. Nhưng mà anh em phải chấp nhận rủi ro ha. Cái này thì mình không khuyến khích nha. Đây là một cái cách để bay với nhiều cell và tận dụng lại những cái mạch điện đã bị khóa nha. Mình không khuyến khích nha. Anh em nào làm theo mà nếu có hư hỏng về máy bay, rơi, rụng hoặc là sự cố cháy nổ gì đó thì mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé. Rồi ok anh em, thì những gì anh em đang nhìn thấy nè. Đó, mình đã hack thành công cái mạch, nó đã bị khóa ha và bay bình thường ha anh em. Thì trên như anh em đang thấy đây thì đây mình đang sử dụng cái cell pin là Samsung 21700 ha. 50E 5000mAh mình đặt ở dưới bụng của con drone ha anh em. Đó, mình anh em để ý trên video mà mình không hề có sử dụng dây cân bằng ha, tức nghĩa là cái mạch này mình đã
hách rồi ha, mình đã không còn sử dụng dây cân bằng nữa ha anh em. Thì cái mạch này khi mà anh em hách theo cái phương pháp này thì cái mạch này nó hoạt động vô cùng hoàn hảo ha anh em, nó hoạt động bình thường ha, không có một cái vấn đề gì xảy ra hết trơn ha anh em. Đó, mình đã sử dụng cái cell là 21700 nè, nó về tín hiệu điện áp mình nó vẫn báo về trên app của anh em bình thường ha. Thì tất nhiên là khi bay á, pin pin của anh em mà nó hết pin thì nó, chúng ta sẽ biết được lúc nào nó hết pin, chứ không phải là chúng ta bay mù ha anh em, ta vẫn biết được lúc nào nó hết pin ha. Đó, đây là cell pin 21700 mà ở những cái video trước mình có đề cập tới ha. Thì có một vài anh em có nói với mình là tại sao lại sử dụng viên pin 21700 mà 50A với dung lượng là 5000mAh này, cái dòng xả nó không đủ rồi làm sao. Thì trước mắt á, mình thấy nó bay rất là ok nha anh em. Rồi mình sẽ có những cái bài test tiếp theo, trong những video tiếp theo mình sẽ chứng minh là cái viên pin này nó bay rất là ổn định ha. Rồi ok, cảm ơn anh em ha.